Anh Long, anh vừa bảo có chuyện gì cần phải nói cơ mà. Anh nói đi, tôi còn phải về. Bình tĩnh đã. Năm thì mười họa. Em mới đi uống nước với anh được một buổi, vội vàng làm gì? Dạo này tôi đang bận, anh thông cảm. Chị Nhân còn nói với anh rồi, có phải em đang đi xin việc ở tập đoàn ABA đúng không? Vâng, nhưng mà có vẻ không khả quan cho lắm anh ạ. ABA là một tập đoàn lớn. Lần này họ tuyển thư ký, 1.000 người chọn 1. Thay vì chờ đợi, em về công ty của anh thì có phải tốt không? Ai cũng có ước mơ mà anh. Tôi còn trẻ, phải phấn đấu cho ước mơ của mình chứ. Công ty anh thường xuyên làm việc với công ty ABA. Anh với chủ tịch bên đó rất là thân. Hay là anh nói giúp em một câu nhé. Không cần đâu, tôi cũng muốn biết khả năng của mình đến đâu. Anh không cố ý xem thường em đâu. Thế nhưng mà nhiều khi cuộc đời phũ phàng lắm. Thực tế và tưởng tượng rất là khác nhau. Thay vì vất vả bôn ba bên ngoài, hay là em lấy anh đi. Tài sản nhà anh sẽ do em quản lý. Quản lý thôi cũng đang mệt rồi ấy, không cần phải đi làm. Anh Long khéo đùa. Người đẹp trai tài giỏi như anh không bao giờ biết nói đùa. Anh đã nói chuyện với chị Nhiên rồi. Chỉ cần em đồng ý gật đầu một phát, anh sẽ đưa dàn siêu xe đến rước em luôn. Hôn nhân là chuyện đại sự, tôi muốn tự mình suy nghĩ và quyết định. Vậy thì em phải suy nghĩ nhanh lên. Vụt mất người đẹp trai tài giỏi như anh á, sau này hối hận đấy. Bạn ơi, nãy giờ tôi rất không vừa lòng thái độ của bạn nhá. Xin lỗi, tôi không cố ý. Mày nghe trộm câu chuyện của tao, mày cười vào mặt tao, xong mày xin lỗi tao. Mày nghĩ tao sẽ bị bắt nạt à? Hả? À? Đây là quán cà phê, cậu lại nói to như thế thì ai nghe thấy. Tôi không hề nghe trộm đâu. À thằng này, mày nói như thế là mày đang phê bình tao làm ồn ào chỗ công cậu à? Mày trà xấu à? Hả? À? Thôi anh, chuyện có gì to tát đâu, bỏ qua đi. Anh nói cho em biết này, địa vị của anh trong cái thành phố này cao như thế nào em là người rõ nhất. Thằng ôn con này nó động vào anh á, nó tự đào hố chôn mình rồi. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Em lui ra. Hôm nay anh sẽ dạy cho thằng này một bài học thì nó mới khôn ra được. Thằng kia, mày đã biết tội của mày chưa? Cậu có nói quá không đấy? Tuy là tôi có lỗi thật, nhưng cậu cũng đâu có đúng. Không cần phải như thế đâu. Mày còn dám nói đạo lý với tao à? Mày biết mấy cái thằng nói đạo lý thường rất dễ vỡ alo không? Hả? À? Tôi chỉ giải thích, chứ không có ý nói đạo lý gì cả. Còn nữa, tôi không biết mấy người nói lý lẽ như tôi ấy sẽ có kết quả như nào. Nhưng tôi lại biết mấy người mà hay cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác ấy thì thường sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Mày, thằng thấp phật thấp hèn này, mày động đến tao là mày dở rồi. Bỏ qua đi anh, chuyện nhỏ như vậy anh làm căng làm gì, coi chừng bố anh biết lại khổ. Thằng kia, mày mau khai tên tuổi địa chỉ của mày ra, nhanh. Mày khinh thường người quá đáng à? Tao liều mạng với mày. Anh Long, anh bị làm sao vậy? Làm sao mà anh cứ sửng cổ lên thế? Em thấy không? Thằng này rất bố láo. Anh mà không xử nó, thiên hạ nó cười mặt anh ấy. Vậy tùy anh, tôi về trước. Thằng kia, mày nhớ mặt tao đấy. Gặp lại một lần nữa thì xác định vỡ alo đi. Về rồi à? Buổi hẹn hò diễn ra tốt đẹp chứ? Ô, sao thế? Xảy ra việc gì? Hay là nó bắt nạt mày à? Em không ngờ anh ta lại trẻ trâu, hống hách như vậy. Lần sau chị đừng bảo em đi gặp anh ta nữa.
Mày nói cái gì tao chẳng hiểu gì cả. Mày kể tao rõ tao nghe xem nào. Đấy, một người như vậy mà chị các bạn em yêu, thì em yêu làm sao nổi. Chị kể ra thì thằng Long nó cũng quá đáng thật. Thế nhưng mà cũng tại cái thằng kia cơ, tự nhiên nghe lén việc người khác làm gì. Chị bị làm sao đấy? Quán mở ra cho khách vào uống nước, chả nhẽ này quán cà phê lại phải bịt tai vào à? Đã đành là thế, nhưng mà... Em đã làm theo ý chị rồi, từ nay chị đừng bắt em làm cái gì nữa. Con này, nó trẻ trâu nhưng mà nhà nó giàu lắm. Mày suy nghĩ lại đi. Không. Hương, em đi phỏng vấn về rồi à? Trượt rồi đúng không? Tôi trượt lại khiến anh vui thế đúng không? À, không phải vậy. Anh chỉ mới quan tâm em chút thôi mà. Bớt nóng, bớt nóng. Cảm ơn anh, nhưng mà đã làm anh thất vọng rồi. Tôi đã được nhận, ngày mai tôi bắt đầu đi làm. Em nói thật à? Thật. Mà thôi, anh tránh ra để tôi về, tôi còn phải báo chị Nhiên biết. Ê, em đợi anh ở đây. Anh đi lấy xe, rồi đưa em về. Đi bộ làm gì cho khổ. Khỏi cần, tôi muốn đi bộ cho thoải mái. Ê, em nói vớ vẩn. Đi bộ mỏi chân bỏ bố ra, có gì thoải mái đâu. Ê, xin lỗi, cô làm sao không ạ? Không sao, là do tôi không để ý thôi. Hà, tưởng ai xa lạ, hóa ra là gặp người quen à? Là cậu à? Cậu với mợ cái gì? Mày va vào người yêu ông xong bây giờ mày tính bỏ đi à? Đâu dễ dàng thế được. Anh Long, anh hãy nói cho cẩn thận. Ai là người yêu của anh? Đấy là chuyện trước sau thôi. Em không tìm được người vừa đẹp trai vừa trung tình vừa giàu như anh đâu. Ê, thằng này, ai cho mày đi mà mày đi hả? Này, cậu ăn nói cho nó cẩn thận. Ồ, mày ghê quá nhở. Bố mày cứ thích nói thế đấy, mày làm gì được tao? Tao nói với cái thằng thân phận thấp hèn biết nhá. Mày động vào tao là không dễ sống đâu. Này, đứng lại. Cậu muốn cái gì? Mày quấy phá chuyện tình cảm của tao hai lần rồi. Bây giờ mà còn bỏ qua cho mày thì thiên hạ nó còn coi tao ra cái gì nữa hả? À? Cậu đừng có nói linh tinh. Tôi không rảnh để xem vào chuyện của cậu đâu. Mày nhìn lại mày đi. Nhìn bần bần nghèo nghèo như mấy cái thằng nhân viên ở công ty tao. Nhưng mà nói lại còn tự ái. Ai thằng này? Mày khinh thường lời nói của tao à hả? Tôi cảnh cáo với cậu này, nếu cậu còn tiếp tục cản trở tôi ấy thì đừng có trách. Ai già, căng quá nhở. Cái đừng trách của mày là cái gì? Định làm gì làm đi. Mày định đánh tao à? Này, chỗ này nhiều máu này, ăn đây. Mẹ nó, cứ tưởng là đấm thật, giật hết cả mình. Mày cứ nhớ đấy, thù này bổn công tử không trả nhá. Tao không là người. Chị có em có việc gì ấy? Mày nhìn lại cái mặt mày xem, khác gì cái thằng trẻ trâu không? 20 mấy tuổi đầu rồi, chẳng nghĩ tao lại tống cổ mày ra khỏi nhà. Này, chị đừng có mà dọa em nhá. Em là đít nhôm ấy, à đít tôn của bố ấy, duy nhất của bố ấy, đừng đùa. Tao mà biết cái mặt mày ăn chơi lêu lỏng, ngu đần như thế á, thì ngày xưa tao để mày đi xuất ngoại bố mẹ rồi. Chị nói thế mà nghe được à? Ông bà nhà mình bây giờ cũng già rồi, phải dành thời gian để đi nghỉ dưỡng. Để em ở lại để còn tiếp quản công ty thay cho ông bà chứ. Mà nói gì thì nói nhá, chị là con gái, sắp sinh nở rồi thì nhót về nhà chồng chứ còn gì nữa. Nhót đi, nhót đi. Cái thằng này, công việc ạ, mà mày làm bằng một phần cái lá của mày thì tốt biết mấy. Nay mai em lấy được Hương rồi em khác tự thay đổi, yên tâm đi. Tao lại tin vào cái sự thay đổi của mày quá đấy. Mà con Hương là một đứa tốt, lại còn giỏi nữa. Mày lấy được nó, phúc ba đời của mày. Có khi mày lấy nó xong, thay tâm đổi tính, bố mẹ lại yên tâm ra công ty cho mày đấy. Vâng, thế thì chị gọi em về có việc gì thì chị nói nhanh đi để em có đi tìm Hương. Thì mai có hợp đồng cần ký với tập đoàn ABA, bàn bạc xong hết rồi, mai chỉ việc ký thôi. Nhưng mà mai tao lại bận đưa dì Hằng ra sân bay, nên là tao đang suy nghĩ không biết có nên để mày đi thay hay không đấy. Này, tập đoàn ABA á? Em đồng ý, để em đi cho.
Nhưng mà đây là hợp đồng lớn, liên quan đến sự hưng thịnh của công ty. Tao có tin tưởng được mày không? Chị nói thế nào ấy chứ? Hợp đồng thì bây giờ bàn bạc xong hết rồi, bây giờ chỉ việc đến ký là xong, có gì quan trọng. Với cả dạo này Hương ấy mới được nhận vào AVA làm, thì em sang đấy thì kiểu gì chả được gặp Hương. Chị tạo điều kiện cho em ấy. Con Hương và tập đoàn ABA á? Tiếc nhở. Nó mà làm ở công ty mình có phải tốt không? Ôi, em sau khi cưới xong thì Hương về đây rồi, muốn làm ở đâu chả được. Chị lo cái gì? Thôi được rồi. Thế thì mai tao điện mày đi. Thư ký chắc lo hết cho mày. Đến mỗi việc nói chuyện ký rồi nhá. Cấm mà nói lung tung. Ê, em biết rồi, chị yên tâm. Dạ, em chào chủ tịch ạ. Dạ, em chào chủ tịch ạ. Bất ngờ quá hả? Thật không ngờ anh lại là chủ tịch của ABA. Cô vào đây làm mà không chịu tìm hiểu kỹ thông tin về sếp mình à? Em có, nhưng không tìm được hình ạ. Ra là vậy. Hôm nay có hợp đồng với bên công ty BJ. Thư ký cũ làm xong hết rồi. Hôm nay cô sẽ đi làm việc với tôi. Em còn chưa phải là nhân viên chính thức. Em sợ... Ở công ty tôi ấy, tôi không cần một người thiếu tự tin như vậy. Hơn nữa chỉ có ký thôi, không có gì rắc rối cả. Vâng, vậy để em chuẩn bị ạ. Ừ, đây, cô xem qua hợp đồng đi. Cảm ơn chủ tịch ạ. Thế nhá. Mày, đừng mời em đến đây để ký hợp đồng với anh đấy nhá. Thì ra anh đến đây để ký hợp đồng. Thế nhưng anh nhầm rồi, tôi không có quyền đó. Chủ tịch bận nên bảo tôi xuống trước đón khách thôi. Ồ, thế thì hay quá. Ê, em mau ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện chút. Xin phép anh, đây là công ty và tôi đang đi làm. Ồ, em làm gì mà căng ấy. Anh là đối tác của công ty em, đừng quên là chủ tịch của em ấy bảo em xuống đây làm gì nhá. Tôi biết, nhưng tôi nghĩ hợp đồng này khó ký rồi đấy. Em nói thế nào ấy chứ, chị anh bảo là mọi thứ đã giải quyết xong, chỉ cần đến đây ký xong đi về. Thế giờ tôi không ký thì sao? Chủ tịch, anh đến rồi ạ. Cái gì? Thằng cu này là chủ tịch của em á? Hôm trước tôi nghe thấy cậu bảo là tôi với cậu là bạn thân. Thế mà tôi nghĩ mãi vẫn không ra là tôi đã có một người bạn thân như cậu. Đáng trách thật đấy nhở. Chủ tịch Dương, anh vô tình quá. Cậu về đi. Hợp đồng này tôi sẽ hủy. Còn về chuyện đền bù thì tôi sẽ nói chuyện lại với chị gái của cậu sau. Hủy? Hủy á? Sao có thể như vậy được ạ? Người như cậu tôi không muốn nói nhiều. Vậy đi. Chủ tịch Dương! Chủ tịch Dương! Thôi chết rồi. Quả này toang rồi.